Rồi mọi người bây giờ là mình làm ớt nha. Muối ớt. Xài muối hột nha mọi người. Muối hột cho nó ngon. Đó muối hột. Để bột ngọt nha. Nói chung là mình rất là thích ăn cay nha mọi người. Thì mình bỏ ớt rất là nhiều nha. Xới. Trộn hỏi ra màu đỏ tươi nhìn nhã lắm. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Đó, muối ớt của mình là đơn giản vậy thôi. Nếu mà chúng ta muốn để lâu quá thì chúng ta rang lại nha mọi người, rang cho nó khô rồi nha. Còn đây mình làm mình ăn luôn. Vừa mới làm xong nè. Rồi đây là me. Đây là me hồi trưa mình đi đậm rồi. Đây là phần tiếp theo. Đây là me hồi trưa đó, người ta bên cây xanh người ta cưa đó, người ta đốn á, mình thu hoạch nha. Đó, giờ là mình thử thách. Ngon nè mọi người. Cái đám giống con vi màu đỏ không có sai của mình hỏi chứ có sai của mình bỏ khô cha chị mới giống nhau kệ đến mặt màu hồng nó không được.